Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trang bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề của chúng ta sẽ là may mắn nào đang đến với các bạn nhóm nước, các cung, song ngư, cự giải, bò cạp ha. Và đây là những trang bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và bây giờ mình xin đến với các bạn cung song ngư. Hi, xin chào các bạn cung song ngư. Bây giờ chúng ta cũng cùng xem coi cái may mắn nào đang đến với các bạn cung song ngư ha. Mình thấy các bạn cung song ngư đã từng trải qua giai đoạn khá là khó khăn, mệt mỏi. Một số bạn đã từng trải qua cái thời gian chia tay một công việc cũ không còn phù hợp với bạn nữa. Một môi trường đầy sự đấu đá, ganh tị, ghen ghét lẫn nhau ha. Và mình thấy bạn có sự bước đi rời khỏi công việc này. Mình thấy bạn lên kế hoạch để tìm một công việc mới phù hợp với bạn hơn. Và bạn thích một công việc mang tính độc lập ha. Mình thấy sắp tới đây bạn có một cái cơ hội may mắn đưa đến cho bạn, giúp cho bạn có sự hài lòng, thỏa mãn. Và đây chính là cái công việc mang đến với bạn cái sự đam mê, vui thỏa. Bạn có sự nhìn ngắm, xem xét tỉ mỉ cái vấn đề và học hỏi thêm để nâng cao cái bồi dưỡng kỹ năng của bạn dành cho cái công việc này. Một số bạn sẽ được gia nhập vào công ty và bạn sẽ xác định được cái mục tiêu của lý tưởng của bạn là gì. Bạn sẽ cố gắng phát triển nó, vượt qua những chông gai thử thách để đạt được những điều mà bạn mong muốn ha. Mình thấy các bạn sẽ giải tỏa bản thân, thoát khỏi những cái giai đoạn bị kèm cặp, bị trói buộc, mệt mỏi, nặng nề trong tâm trí. Bạn sẽ trở nên gọi là hưng phấn hơn, biết nhìn về phía trước, luôn lạc quan tích cực cho những cái cơ hội đang đến với bạn ha. Bạn sẽ giải tỏa bản thân khỏi những cái nỗi sợ dấy lên trong bạn, cái sự hoang mang, nghi ngờ về bản thân ha. Và cơ hội này đến giúp cho bạn mở rộng thêm nhiều kiến thức của bản thân. Bạn sẽ được học hỏi thêm rất là nhiều, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống hơn. Đồng thời có khả năng là cơ hội công việc này, khi mà bạn làm việc lâu dài, nó sẽ giúp cho bạn có sự thăng tiến, phát triển, và bạn có khả năng là sẽ dẫn dắt, đào tạo những nhân viên sau đó ha. Đồng thời mình thấy các bạn sẽ tìm tòi học hỏi thêm về lĩnh vực tâm linh tinh thần ha. Bạn muốn tìm một cái sự thanh bình, yên bình hơn trong tâm trí của bạn. Bạn đi về cái ngôi đền linh hồn của bạn ha. Bạn thông thái giác ngộ hơn, hiểu sâu biết rộng. Đồng thời bạn hiểu biết được về nhân sinh thế thái này. Bạn sống một cách yên bình và thoải mái hơn rất là nhiều. Đồng thời mình thấy trong công việc của bạn á, nó sẽ phát triển khá là tốt đẹp. Những bạn nào mà còn đang làm việc có khả năng là bạn sẽ được cân nhắc lên một vị trí mới, nó phù hợp với bạn hơn. Nó nâng cao cái sự thông thái, hiểu biết sâu rộng. Đồng thời bạn có thể là sẽ làm một giảng viên hoặc là một người dẫn dắt lãnh đạo, cán bộ nhân viên, đào tạo nguồn nhân lực hay là gì đó ha. Mình thấy cái nguồn tiền tài đang đến với các bạn rất nhiều ha. Khi mà bạn tập trung vào công việc, công ăn, việc làm của bạn, phát triển những kỹ năng, những khả năng của bạn á. Đồng thời mình thấy một cái cánh cửa về sự lãng mạn đang được mở ra trong cuộc sống của các bạn. Khi mà bạn biết tập trung nâng cao giá trị bản thân, bạn phát triển bản thân bạn ha. Không còn cái sự nghi ngờ gì hết, mà bạn sẽ thỏa sức, thỏa niềm đam mê của bạn. Bạn phấn đấu hết sức mình vì tương lai của bạn, thì mọi sự trong công việc của bạn nó rất là tốt đẹp ha. Bạn có sự ăn mừng hợp mặt bạn bè, rồi đồng thời khi mà bạn giác ngộ, bạn thấu suốt mọi điều, bạn không còn cái trạng thái bốc đồng nóng nảy như lúc trước nữa, và bạn trong sự gọi là điềm nhiên để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên ha. Bạn sẽ đưa ra những kế hoạch cho bản thân, nhưng mà bạn cũng đợi đúng thời cơ bạn mới thực hiện ha. Mình thấy có thể các bạn sẽ yêu thương bản thân bạn rất là nhiều, bạn phát triển bản thân bạn và bạn kiếm tiền rất là nhiều trong cái khoảng thời gian tới ha. Trong thời gian sắp tới, khi bạn nâng cao năng lượng của bạn, nâng cao tần số của bạn, thì
thì bạn thu hút những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn, đồng thời bạn có một cái suy nghĩ chín chắn, rõ ràng, thông suốt hơn, bạn biết nâng cao giá trị bản thân hơn. Và có thể một số bạn ở đây sẽ gặp được một người thực sự phù hợp trong chuyện tình cảm với bạn ha. Nếu bạn là nữ thì có thể bạn sẽ gặp được một người chín chắn, trưởng thành, khá là giàu có, sung túc. Một số ít ở đây có thể cái người này là một người đã từng có gia đình và một cái gia đình của họ không có trọn vẹn ha. Và người này là một người sống theo phong cách truyền thống. Bạn đến để hàn gắn, để chữa lành trái tim cho họ ha. Và hai người có sự rất là hợp nhau về quan điểm, về lối sống, về cách nói chuyện, và làm cái mảnh ghép rất là khăng khít với nhau. Người này thích bảo bọc, che chở cho người thân yêu của họ. Còn nếu mà bạn là nam thì bạn có thể sẽ gặp được bạn nữ rất là nết na, đoan chính, hiền diệu, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, là một người cực kỳ hoàn hảo. Và đây là một người mang đến cái sự trù phú thịnh vượng cho cuộc sống của bạn. Một người phụ nữ mà bạn cảm thấy có thể sẽ đi đến lâu dài, khi đi đến hôn nhân được ha. Nói chung các bạn song ngữ ở đây mình thấy có khả năng là sắp tới bạn sẽ kiếm được nguồn tiền rất là nhiều, nâng cao cái tài chính của bạn một cách trù phú thịnh vượng luôn ha. Đồng thời những cái điều tốt đẹp, phước lành nó sẽ đến với bạn giống như một cái kho tàng được chôn giấu. Giống như là những cái hoàn cảnh nghịch cảnh nó đến với bạn thì luôn có những cái món quà ẩn chứa ở phía sau đó. Khi mà bạn đã thấu suốt mọi điều, bạn biết suy nghĩ cho bản thân, bạn không còn cảm giác như là đối chọi với nó mà bạn xuôi theo dòng ha. Bạn không để với bản thân, bạn phải sống trong những cái giai đoạn gọi là tiêu cực, tuyệt vọng, nản chí, rồi buồn bã, làm hại cho sức khỏe của mình nữa, mà bạn sẽ vực dậy bản thân, tiến đến những cái mục tiêu cao hơn trong cuộc sống. Bạn tìm cơ hội cho chính bản thân mình, nâng cao cái sự phát triển cho bản thân bạn á, thì những phép màu, những cái món quà nó đến với bạn một cách rất là dễ dàng. Hãy tin tưởng vào cái con đường và cái kế hoạch thiêng liêng mà vũ trụ vạch ra cho bạn ha. Đồng thời hãy mở ra cái gọi là nâng cao cái trực giác của bạn lên ha. Mình thấy bạn đang, cái trực giác tâm linh của bạn nó đang phát triển á. Và hãy luôn nghe theo tiếng nói nội tâm, luôn theo nghe theo cái sự chỉ dẫn từ bên trong. Đừng nghe theo nỗi sợ, đừng nghe theo cái sự tiêu cực, nó sẽ dìm chân bạn xuống, nó không muốn cho bạn phát triển ha. Và hãy biết phấn đấu vì những cái đam mê, mục đích, lý tưởng sống của cuộc đời mình, và xây dựng một nền cơ sở vật chất tiền tài cho cuộc sống của mình thật là tốt đẹp ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn song ngư ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Hi, xin chào các bạn cung cự giải. Bây giờ chúng ta cùng xem coi may mắn nào đang đến với bạn cung cự giải ha. Các bạn cung cự giải là những người rất là thông thái, sáng suốt, có trực giác tâm linh khá là cao. Các bạn hiểu biết sâu sắc nhân sinh thế thái này. Các bạn uyên thâm, uyên bác. Đồng thời các bạn là những người làm việc rất là tích cực, chăm chỉ, siêng năng, cần cù và tỉ mỉ. Bạn là một người khi mà bạn đã yêu ai thì bạn sẽ yêu hết lòng ha. Ở trong cuộc sống bạn, tình yêu cũng chiếm một vị trí rất là quan trọng. Mình thấy may mắn sắp tới các bạn đó là sự họp mặt đoàn tụ gia đình. Một số bạn thì ở nước ngoài, có khả năng bạn sẽ trở về nước về thăm gia đình của bạn ha. Có một chuyến đi du lịch, hoặc một số bạn đang mong muốn đi nước ngoài làm việc, định cư hay gì, thì mình thấy sắp tới đây có khả năng là bạn sẽ đi được ha. Hoặc có thể là ai đó từ nước ngoài về thăm bạn, cũng có thể là như vậy. Mình thấy trong cuộc sống của bạn, tình cảm nó đang được nở hoa, giống như kiểu là bạn biết yêu thương bản thân mình hơn, hoặc là những cái mối quan hệ trước đây mà có sự ngắt kết nối thì có khả năng là nó sẽ được hàn gắn chữa lành. Hoặc là một số bạn độc thân thì sẽ tìm thấy tình yêu trong cuộc sống của bạn ha. Và công việc của bạn, tiền tài nó đến với bạn rất là nhiều ha. Một cái khu vườn trù phú hình dưỡng, chim hót, hoa nở đang mở rộng trước mắt bạn. Đồng thời bạn phải biết kiên nhẫn để chọn đúng thời điểm, thời cơ. Đừng có dễ dàng chán nản bỏ cuộc ha. Mọi việc nó sẽ đến. Đối với những bạn biết chờ đợi, biết tập trung phát triển bản thân, siêng năng làm việc, thì phước lành nó từ từ nó sẽ đến với cuộc sống của bạn mà thôi. Mình thấy trong công việc có thể các bạn là một người rất là chín chắn, hớm hỉnh, vui vẻ, sòng phẳng,
trải nghiệm nhiều, là những người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, rất là thông minh trí tuệ, là một người không thích nợ nần ai khác, chơi rất là đẹp ha. Thì bạn rất là thông minh, có thể trong cuộc sống bạn cũng có nhiều cái cuộc tranh cãi mâu thuẫn, nhưng mà mình thấy là bạn là một người đã biết bỏ qua những cái điều tiêu cực đó rồi. Bạn luôn chọn cách im lặng, một số bạn sẽ chọn cách im lặng để cho qua. Đồng thời bạn sẽ không còn để những cái năng lượng tiêu cực nó ảnh hưởng đến bạn nữa. Mình thấy bạn đã buông xả hết những cái điều đó và bạn đã bước qua một cái con đường mới, nó phù hợp với bạn hơn. Bạn di chuyển ngoại cảnh, bạn thay đổi theo một cái hướng tích cực, bạn buông bỏ những cái niềm tin hạn hẹp, những cái điều phiền toái trong cuộc sống của bạn. Bạn biết tránh xa những điều đó và bạn luôn tìm kiếm con đường gọi là yên bình, an nhiên trong tâm trí của bạn hơn. Bạn là một người có khả năng trực giác khá là cao ha. Bạn có một cái sự quan sát tỉ mỉ, tận tường, và bạn có thể là bạn sẽ thích học thêm về mảng tâm linh tinh thần, đi tìm cái sự yên bình trong tâm trí. Trong công việc thì bạn có sự dò xét, xem xét rất là tỉ mỉ, và mình thấy sắp có một cái những cái điều thú vị nó diễn ra trong cuộc sống của bạn, sắp được hé lộ ha. Và trong công việc mình thấy là sắp tới đây bạn kiếm được một nguồn tiền khá là nhiều, 10 tiền luôn, cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái và có tiền đi du lịch, du ngoạn đây đó ha. Và mình thấy về cái chuyện tình cảm thì có thể bạn đã kết thúc một mối quan hệ nó không còn phù hợp với bạn, hoặc là bạn cái mối quan hệ này có thể sụp đổ hoàn toàn rồi ha. Và mình thấy sự kết thúc này có sự chuyển hóa, có thể là sắp tới đây bạn sẽ được chữa lành, có sự đoàn tụ gì ở đây nè, có thể là một số ít bạn có khả năng người cũ quay về luôn ha. Và bạn trở nên gọi là chín chắn hơn, biết tiết chế chừng mực lời nói hành động, bạn được phục hồi lại cái năng lượng của bạn ha. Và bạn cảm thấy yên bình hơn, cân bằng hơn trong tâm trí, có khả năng cái mối quan hệ cũ nó sẽ được hòa giải, hàn gắn, chữa lành, hai bên sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Và hai bạn mình thấy khả năng chính là cái mảnh ghép khăng khít của nhau, rất là cùng quan điểm, cùng cái sở thích, lối sống. Mình thấy sắp có một cái sự hợp mặt vui vẻ được diễn ra ha. Hãy mở rộng trái tim của bạn để tận hưởng niềm vui mỗi ngày ha. Và thời gian này thì bạn có khả năng là khá là mệt mỏi, thì hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại sức ha, lấy lại được cái năng lượng của bạn. Và mình thấy cái sự chuyển hóa này nó đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc sống bạn ha, giống như một con phượng hoàng lửa bay lên từ đống tro tàn, một cái điều gì đó mới mang cái sự tươi mới đến cuộc sống của bạn. Một sự chuyển hóa đầy sự tốt đẹp diễn ra ha. Và có khả năng là các bạn sẽ yêu lại từ đầu và yêu thương bản thân, biết giá trị bản thân mình hơn. Một số ít bạn có khả năng là sẽ tái hợp được với người yêu, hoặc là một số bạn sẽ gặp được một người yêu mới phù hợp với bạn hơn ha. Nói chung là con đường tình yêu và con đường tiền bạc đang được mở rộng trong cuộc sống của bạn á. Rồi mình xin kết thúc các bạn cự dạy ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn cung bò cạp ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi may mắn phước lành nào đang đến với các bạn cung bò cạp. Thì mình thấy các bạn cung bò cạp là những người sống theo cảm xúc ha. Rất là tốt, là một người có cái sự giản dị, nhân từ quảng đại, là một người luôn muốn giúp đỡ người khác, có sự thấu hiểu, quan tâm, chia sẻ. Bạn là một người biết nắm bắt cơ hội, thời cơ, là một người chủ động trong cuộc sống, có khả năng lãnh đạo, có khả năng manifest, thu hút những điều hấp dẫn, những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn một cách vững vàng, vững chãi nhất bằng cái sự quyết tâm cao độ và ý chí kiên cường của bạn á. Đồng thời mình thấy hình như khía cạnh về tình yêu đang nở rộ trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ được thiên thần hỗ trợ cho bạn về cái sức mạnh cá nhân, giúp cho bạn vượt qua những cái khó khăn để có thể hoàn thành tốt, đạt được những thành tựu mà bạn mong muốn. Đồng thời bạn được vũ trụ truyền tải thêm cái năng lượng cho bạn, giúp cho bạn mở rộng thêm cái trực giác nhạy bén của bạn ha.
tin tưởng thêm. Và bạn là một nhà ảo thuật gia, giống như nãy giờ mình miêu tả, bạn rất là giỏi ha. Và những gì mà bạn đạt được chính là cái sự phản ánh từ những kết quả, những cái sự nỗ lực của bạn trong công việc, cái sự cố gắng của bạn sẽ được khai hoa, đơm hoa kết trái. Bạn sẽ trở nên rất là thông thái, sáng suốt, và bạn biết nhìn nhận mọi điều một cách rõ ràng trong cuộc sống. Và điềm tĩnh đưa ra bất cứ quyết định giải pháp nào ha. Trong công việc mình thấy là bạn có một cái sự thỏa mãn, hạnh phúc, vui vẻ. Bạn nâng cao được cái sự sáng tạo, nhiệt tình, tự tin ở trong bạn. Bạn tỏa sáng, bạn được mọi người ngưỡng mộ về cái tài năng của bạn. Và đồng thời bạn là một người có khả năng là có vẻ ngoài khá là hấp dẫn. Bạn chính là tâm điểm của sự chú ý ha. Trong công việc bạn hoàn thành rất là tốt đẹp luôn. Và mình thấy bạn kiếm được rất là nhiều tiền. Bạn sẽ có cái sự thỏa mãn, vui vẻ, hạnh phúc, giống như ước muốn của bạn trở thành sự thật. Bạn có sự tận hưởng về những cái kết quả, thành quả mà bạn có được ha. Giàu có, sung túc ha. Và mình thấy bạn là một người biết cách kiếm tiền, tài giỏi và nhân hậu. Bạn giống như vua Midas vậy đó. Khi mà bạn chạm vào bất cứ gì, nó đều thành ra tiền hết, đều biến thành vàng hết. Bạn biết cách quản lý chi tiêu, bạn biết cách đầu tư hợp lý, tạo ra tiền bạc trù phú thịnh vượng trong cuộc sống của bạn ha. Đồng thời mình thấy bạn nên trân trọng, biết ơn tất cả những gì mà bạn có ha. Và hãy luôn nâng cao bản thân, phát triển bản thân để biết nắm bắt cơ hội, thời cơ đến với bạn một cách chính xác nhất. Và đừng để tụt vượt mất điều đó ha, sẽ rất là uổng. Và đừng có sự nghi ngờ bản thân, đừng có sự tự ti, bạn sẽ làm được. Bạn là một người rất là tài giỏi, có tiềm năng vô hạn ha. Chỉ cần bạn quyết tâm và bạn cố gắng hành động thì mọi thứ bạn mong muốn nó có khả năng trở thành sự thật. Và bạn sẽ cảm thấy biết ơn vũ trụ vô cùng. Còn một số bạn trong chuyện tình cảm, mình thấy là có khả năng là hai bạn yêu xa ha, và chưa gặp được nhau, và hai bạn còn đang trong cái trạng thái mù mờ. Và đang đắn đo giữa cái hai sự lựa chọn, không biết là tiếp tục hay buông bỏ. Các bạn đang bị trói buộc trong cái môi trường tình cảm, cái câu chuyện tình cảm khá là mệt mỏi, chưa tìm được phương hướng giải quyết. Thì mình thấy một số bạn đã từng trong giai đoạn ngắt kết nối thì có khả năng sẽ tái hợp, đoàn tụ với người yêu cũ của bạn ha. Cái người yêu của bạn, nếu bạn là nữ xem trả bài, thì cái người nam này là một người rất là tài giỏi nha, giàu có, sung túc, tiền tài vật chất đầy đủ, rất là thành công trong công việc, cuộc sống, trung thực, uy tín, đầy mình ha, làm việc theo khuôn khổ, nguyên tắc, khá là khô khan, lạnh lùng. Nhưng mà trong tình yêu thì họ rất là lãng mạn, ngọt ngào, muốn rất là biết quan tâm người yêu. Còn các bạn nữ trong đây là một người hớm hỉnh, từng trải, sòng phẳng, vui vẻ, tài giỏi, có khả năng ăn nói, truyền cảm hứng cho người khác, là một người có khả năng. Một số bạn nữ đây làm theo cái ngành nghề về tâm linh tinh thần, hoặc là một người luôn vực dậy bản thân của người khác, giúp cho người ta tìm thấy đường hướng tích cực trong cuộc sống này. Bạn nữ ở đây là một người từng trải và là một người rất là hài hước, hóm hỉnh, sòng phẳng, chơi đẹp. Đâu ra đó đàng hoàng, bạn nữ rất là thích sự trung thực, công bằng trong cuộc sống ha. Có thể bạn nữ đã từng suy nghĩ, đang bị hoang mang, không biết là nên tiếp tục hay buông bỏ mối quan hệ này ha. Thì mình thấy là trong tình cảm, các bạn sẽ sớm giải thoát bạn ra khỏi những suy nghĩ mông lung, trằn trọc, những cái suy nghĩ, những cái nỗi sợ mà chính bạn tưởng tượng ra ha. Sắp tới đây các bạn sẽ được đoàn tụ, hợp mặt với nhau, cùng nhau giải quyết những khúc mắc và cùng nhau tiến đến một cam kết tốt đẹp hơn. Một số bạn sẽ về chung một nhà, đi đến hôn nhân, hạnh phúc viên mãn. Một số bạn thì như là ở xa thì hai bạn sẽ tìm về gặp nhau, cùng nhau đi du lịch, vui vẻ thoải mái với nhau. Hãy đơn giản hóa cuộc sống của bạn ha. Hãy tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Và mình thấy một số bạn ở đây sắp đi du lịch rồi, bạn đang chuẩn bị sắp xếp công ăn việc làm, để sắp xếp hành lý, để chuẩn bị cho cái chuyến đi mới của bạn đó. Đi du lịch hoặc đi đâu đó xa một thời gian. Và những phép màu, sự điều kỳ diệu đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn có niềm tin
và bạn luôn phấn đấu cho cuộc sống của bạn mỗi ngày thì mọi điều tốt đẹp nó sẽ đến với các bạn. Mình thấy các bạn bò cạp ở đây cuộc sống nở hoa ha, giàu có về tiền bạc và tình yêu thì cũng được vui vẻ, hợp mặt đoàn tụ một mái ấm gia đình hạnh phúc luôn. Một số bạn sẽ tiến đến hôn nhân hạnh phúc. Rồi, mình xin kết thúc các bạn bò cạp ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.